Kính thưa quý đồng hương, hôm nay trong phòng studio của Sài Gòn TV thì có một cái chương trình rất là đặc biệt mà Lê Thành nghĩ rằng Lê Thành nên có mặt. Là thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là ngày giỗ đầu, tức là tròn một năm bác đại tá hải quân Khương Hữu Bá. Cho phép Lê Thành xin được mượn cái studio của Sài Gòn TV và show Kinh tế Quản trị để có một vài lời tâm tình với bác Hải quân Khương Hữu Bá. Và thưa quý vị, bên cạnh Lê Thành là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, là con trai của bác, là một gương mặt rất là thân quen với đồng hương tại Dallas Fort Worth nói riêng và tại Hoa Kỳ nói chung. Xin chào anh. Dạ thưa, kính chào anh Lê Thành. Dạ, dạ vâng. Thưa quý vị, cách đây một năm Lê Thành cũng còn nhớ là rất nhiều người khắp nơi trên thế giới chứ không phải riêng Hoa Kỳ đã náo nức nóng lòng. Và thưa quý vị, có người đã bay về tại Dallas Fort Worth để tham dự cái buổi tiễn đưa bác đại tá Khương Hữu Bá. Thì thưa quý vị, có thể rằng đã một năm trôi qua thì ở đây có những người mà đã từng làm việc với bác Khương Hữu Bá. Thì Lê Thành biết là các anh, các chú, các bác đã biết rồi. Tuy nhiên, cho phép Lê Thành xin được tóm lược một vài cái thành quả cũng như là cái công sức của công lao của bác Khương Hữu Bá đã đóng góp cho quê hương Việt Nam thân yêu chúng ta. Thưa quý vị, bác Khương Hữu Bá là một trong những người tiên khởi thành lập Hải quân Việt Nam, là khóa 2 sĩ quan Hải quân Nha Trang, tốt nghiệp US Naval War College, tức là cao học Hải chiến Hoa Kỳ và cao đẳng quốc phòng. Thì thưa quý vị, bác đã được nhận Bảo quốc huân chương đệ tứ đẳng. Thưa quý vị, đây là một trong những cái huân chương lớn nhất cho những người phục vụ trong quân đội, và Hải quân huân chương đệ nhất đẳng. Trên 10 năm đi biển, làm hàm trưởng 5 lần, lần cuối là hàm trưởng Hải quân, tức là HQ 404, là chiến hàm đầu tiên vượt Thái Bình Dương từ Hoa Kỳ về Việt Nam với 100% thủy thủ đoàn Việt Nam mà không cần hộ tống của quân đội Hoa Kỳ. Là chỉ huy trưởng hải đội xung phong hành quân từ Bắc vào Nam. Tham mưu phó hành quân Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Từ năm 60 cho đến năm 62 là chỉ huy trưởng lực lượng hải thuyền kiêm duyên lực của 4 vùng chiến thuật. Năm 68 đến năm 71, chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện sĩ quan Hải quân Nha Trang. Năm 72 đến năm 73 là chánh thanh tra Hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 74 đến năm 75, tư lệnh Hải quân vùng 4 Duyên Hải kiêm đặc khu trưởng đặc khu Phú Quốc. Bác vừa coi quân sự cũng như dân sự. Thưa quý vị, trong thời gian ngắn hẹp thì cho phép Lê Thành xin được nêu ra một vài cái đóng góp của bác cho quê hương Việt Nam. Thì Lê Thành cảm thấy bác xứng đáng là một người để cho tất cả chúng ta xin được chiêm ngưỡng và được kính phục. Thưa quý vị, trong cái show này thì cho phép Lê Thành được nhắc đến một cái sự kiện, tức là cuối tuần vừa rồi, tức là vào thứ Bảy, thì tối và chiều thứ Bảy tại chùa Đào Quang, thưa quý vị, có một cái buổi giỗ đầu của bác đại tá Khương Hữu Bá. Thì thưa quý vị, bữa đó Lê Thành có mặt, và hôm nay cho phép Lê Thành xin được nhường lời lại cho giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc để anh có đôi lời tâm tình với quý đồng hương. Dạ vâng. Dạ thưa, trước hết xin kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn TV. Dạ thưa, kính chào anh Lê Thành. Dạ chào anh. Trước hết xin cảm ơn anh, lòng ưu ái của anh và của Sài Gòn TV đối với ba chúng tôi. Một người mà chúng tôi ngưỡng mộ chẳng những là một người cha gương mẫu mà một người thầy đã dạy tôi từng chút. Thưa anh, từ ngày ba tôi ra khỏi Sài Gòn Việt Nam năm 75 tới sau này, ông sống một cuộc đời lưu vong rất là bình dị. Tâm của ông chỉ hướng về Việt Nam và Việt Nam mà thôi. Ông chỉ muốn Việt Nam được tự do, hạnh phúc, thanh bình. Và tâm của ông chỉ để ý vào cho gia đình, con cháu.
ông không còn tham vọng chính trị cũng như không nhắc nhở đến danh hầu công tước của thời xưa. Dạ. Tuy nhiên phận làm con chúng tôi và anh em mình bạn nhau thì mình nhớ. Thì người Mỹ họ có cái câu là we do not mourn his death but we celebrate his life. Yes. Thật ra chúng tôi có những giây phút anh em bạn với nhau nhớ về người quá cố thôi anh. Dạ vâng. Dạ. Em xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, như anh Khương Hữu Lộc đã nói là rất là đúng. Lê Thành đã nhiều lần được gặp bác, tức là dạ vâng, thì đây đó trong những cái sinh hoạt cộng đồng, và đặc biệt là vài lần mà Lê Thành được đến nhà anh Khương Hữu Lộc. Thì thưa quý vị, một cái điều mà Lê Thành được gần gũi với anh hơn, mà có lẽ lần trước Lê Thành đã thưa với quý vị, là anh giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là một người có học vị rất cao, tuy nhiên anh rất là văn nghệ. Từ cái lĩnh vực văn nghệ đó mà làm cho anh em chúng tôi gần gũi nhau và trò chuyện nó thân mật hơn. Thì thưa quý vị, bác Khương Hữu Bá là một người mà thưa quý vị rất là khiêm nhường và rất là gần gũi, nhảy đầm rất là đẹp. Nhưng mà chút nữa Lê Thành sẽ nói đến quý vị về cái lĩnh vực này. Thì hôm thứ Bảy vừa rồi đó, tại chùa Đào Quang, thì có rất là nhiều bạn bè thân thuộc cũng như là những người thuộc cấp, tức là khóa đàn em của bác, đã có mặt tại chùa Đào Quang trong cái ngày dễ chỗ đầu. Để đó là một cái điều Lê Thành thấy rằng là chứng tỏ rằng là bác là một người lãnh đạo mà đã được những người đàn em, tức là khóa sau, rất là kính trọng. Và thưa quý vị, trong cái buổi đó, một điều mà anh em chúng tôi, tất cả mọi người rất là xúc động. Xúc động lắm. Xúc động ở cái chỗ là khi mà thầy Thích Tịnh Đức vừa mới tụng kinh xong thì bác gái đã ngất xỉu. Và 5 đến 10 phút sau thì em Mô Lăng đã tới chùa Đạo Quang để đưa bác gái đi. Thì trong cái buổi đó đó, Lê Thành vội vàng được gặp anh. Thấy khuôn mặt anh bơ phờ cho nên là không còn chút máu nữa, thì anh phải theo bác gái vào bệnh viện liền. Thì coi như anh em chúng tôi, những người còn lại là ok, là qua bên chỗ phòng ẩm thực. Và tối hôm đó thì chúng tôi qua bên đó, và chút nữa Lê Thành sẽ kể cho quý vị nghe cái phần sau. Nhưng mà thưa anh, rồi khi mà anh phải là người con trai trưởng, anh phải lên xe em Mô Lăng để đưa bác gái vào, thì anh kể cho chúng em nghe một chút xíu về cái việc đó như thế nào. Dạ vâng. Thưa, cũng có lẽ là nhờ chư Phật hay là chư Thiên hay là ba tôi phù hộ, má tôi ngất xỉu vì xúc động và kiệt sức và có thể là thiếu oxygen, nhưng không có bị hạ đa tác, thưa anh. Thưa, chúng tôi tin tưởng vào cái địa hạt gọi là linh thiêng của linh hồn và lời cầu nguyện rất nặng. Có lẽ là có sự cầu nguyện của tất cả bá chúng và với cái quyền lực của đạo Phật ở tại chùa, má tôi đã qua khỏi, thưa anh. Mừng lắm. Thưa quý vị, hôm đó thì Lê Thành vội vàng chạy chạy tới anh Lộc ấy, anh giữ gìn sức khỏe nha. Vì thấy khi đó thấy, thưa quý vị, xin lỗi quý vị, là lộn xộn nhất nháo khi mà bác gái ngất xỉu và mọi người phải đưa bác gái vào trong và em Mô Lăng tới, thì tất nên Lê Thành thấy rằng vì sao là cái sự việc nó xảy ra như vậy. Vì thưa quý vị, bác Đại tá Khương Hữu Bá, thưa quý vị, là một người cha tuyệt vời, một người chồng trung thủy. Tức là cuộc đời của bác, mặc dù thưa quý vị, bác là một người có chức vị cao, nhiều cái vai trò và trọng trách rất là lớn, tuy nhiên thì đối với bác gái thì bác là một cái người chồng trung thủy và tuyệt vời. Do đó là bác gái luôn luôn quấn quýt đến bác trai. Và thưa quý vị, một điều mà cho phép Lê Thành được thưa với quý vị, nếu quý vị nhìn lên, xin lỗi quý vị, giờ phút này có thể là tôi thấy Lê Thành sẽ yêu cầu các anh camera đưa một lần nữa, xin phép quý vị và anh Khương Lộc đưa hình bác trai lên. Một điều mà Lê Thành có nói sau khi mà anh đi rồi, Lê Thành có nói với anh, chia sẻ với những anh em ở đó, hai cái lỗ tai của bác xin lỗi, như lỗ tai Phật vậy. Bác dày to lớn, chứng tỏ cái tâm hồn của bác luôn luôn là một trong những người, thưa vị, mà rộng mở và bao dung. Do đó Lê Thành thấy nhìn cái gương mặt của bác khi nào cũng vui vẻ, nở một nụ cười, không có một cái vướng mắc, một cái vướng bận gì cả. Thành ra Lê Thành rất là quý mến. Mấy lần đi tới nhà anh mà khi mà chúng ta khiêu vũ đó, thì thấy bác thoải mái lắm, yêu mến. Và thưa quý vị, một điều Lê Thành cảm thấy, một người lớn như vậy mà khi biết là bác là đại tá Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và những cái đóng góp của bác, Lê Thành kính trọng và kính phục bác vô cùng.
Vâng, và thưa quý vị, thời gian không có cho phép, thì cho phép chúng tôi xin được ngưng trong chốc lát, và sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại cùng với quý vị.